Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem một cái loại cây mà chữa được rất là nhiều bệnh. Có một số người còn hướng dẫn chữa khỏi cái ung thư. Thì cụ thể như thế nào, chữa được bệnh ung thư hay không, tôi sẽ quay và nói luôn trong cái video này. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, để lại bình luận và chia sẻ video để tạo động lực cho chúng tôi làm nhiều video có ích cho cộng đồng. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn ngắm cụ thể cây này nhé. Đây này, trong vườn chúng tôi trồng rất là nhiều. Đó, bây giờ chúng ta sẽ ngắm này. Đây này, nó là lá của nó là nó thon thon dài như thế này. Đó, cây này thì người ta hay gọi là cây bìm bịp. Cây bìm bịp. Còn có người thì gọi cây xương khỉ. Còn tài liệu tôi đọc thì thấy người ta ghi là cây dương, dương khỉ. Có người thì gọi là xương khỉ. Đấy, có tài liệu ghi là dương khỉ. Đấy, gọi cây bìm bịp cho nó dễ đi. Tại sao lại gọi cây bìm bịp? Bởi vì ngày xưa là người ta thấy con bìm bịp mẹ nó hái cái lá này vào, nó đập vào cái chân con bìm bịp con bị gãy là nó lành. Cho nên là sau con này con người cũng vận dụng để dùng cái này để chữa các bệnh liên quan đến xương khớp, kết hợp cùng với những cái cây khác. Cái này nó rất là dễ trồng quý vị các bạn này. Chúng ta chỉ cần bẻ cành chúng ta cắm là nó lên. Đấy này, cành của nó đây. Các cái cành như này, cành già như này là chúng ta bẻ chúng ta cắm nó sẽ lên. Đây gốc của nó đây, quý vị các bạn xem gốc của nó đó. Đó, quay như này mọi người đã thấy rõ chưa? Tôi sẽ quay thằng cái góc nắng này để cho chúng ta nhìn rõ nhé. Đây nhân viên tôi họ có hái cho gà ăn. Gà ăn rất là tốt, người ăn rất tốt. Người ăn thì chúng ta ngắt những cái ngọn non này. Cái ngọn non này chúng ta có thể nấu canh ăn hoặc là xào ăn đều được. Có một người bạn của tôi bảo là cứ mỗi buổi sáng đi tập thể dục, cậu ấy bảo là cậu bị đau dạ dày, viêm dạ dày gì đó, cứ mỗi buổi tháng đi tập thể dục thì ngắt mấy cái ngọn này xong rồi nhai nuốt nước, thế mà nó khỏi. Thế đợt mình bị dày mình cũng thử, nhưng mà mình thử cái này thì nó lại không khỏi. Chắc là nó hợp với từng người. Mình thì lại hợp với nghệ viên với mật ong, mình hợp hai cái đấy hơn. Còn cái này thì còn một cậu em thì con gái của cậu ấy bị u ở vú ấy, mà ăn cái này, nhai cái ngọn này mà nó khỏi. Đấy, đấy là những cái người mà đã chữa khỏi. Còn một số người nói chữa ung thư khỏi, có quay cả bệnh nhân lên á, thì theo quan điểm của mình về vấn đề ung thư thì nó cũng phù hợp với từng người thôi, chứ đừng có ai cũng cứ dùng cái này mà chữa ung thư được cả. Thì nếu mà ai cũng chữa được cái này khỏi thì như vậy thì nó quá là tốt. Cái này thì dễ trồng lắm, cho nên là ai mà ở Nha Trang mà muốn lấy thì có thể qua nhà tôi lấy. Còn nó tác dụng chữa một số bệnh thì tôi nói tiếp cho quý vị và các bạn nhé. Cái này thì nó cũng đập các cái vết thương mà vết thương hở á, thì hoặc là cầm máu vết thương cũng rất là tốt. Tuy nhiên là cầm máu vết thương thì theo quan điểm của tôi thì cầm máu vết thương là lá trầu không thì vẫn là tôi thấy vẫn là hiệu quả nhất. Đấy, chúng ta có thể cầm máu vết thương bằng nhiều loại, không riêng những loại này. Ví dụ như cây cỏ mực hoặc cây bốp bốp đều cầm máu vết thương được. Cái này nó rất tốt, có tác dụng bồi bổ cơ thể này, tăng sức đề kháng. Đấy, giải độc gan, hỗ trợ điều trị các cái bệnh liên quan đến viêm gan, ung thư gan. Có người còn quay cả bệnh nhân chữa khỏi ung thư dạ dày. Và nó ngăn chặn cái quá trình oxy hóa rất là tốt quý vị và các bạn nhé. Loại bỏ các cái gốc tự do, ngăn ngừa hình thành và phát triển của các cái tế bào ung thư. Nói chung là nhiều cây nó có khả năng đấy, nhưng mà nó sẽ hợp với từng người. Cái đó thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn trước khi mà chúng ta quyết định điều trị theo cái phương án nào. Cái này nó kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, chống oxy hóa và phòng ngừa tiểu đường.
phòng ngừa thôi, chứ bệnh tiểu đường thì điều trị cũng không phải là đơn giản. Rồi nó chữa cả lở miệng, viêm xoang, bệnh trĩ thì cũng rất nhiều người bị, tỷ lệ bị rất là cao. Và muốn chữa được thì chúng ta phải áp dụng chế độ ăn uống nữa. Chứ một số người mà cứ ăn tầm bậy, bệnh trĩ mà cứ ăn nhiều thịt vào thì rất là khó chữa, nó không tiêu hóa được. Và lúc đi ngoài là lại gây hỏng búi trĩ, cho nên là việc đấy nó lại càng khó khăn hơn. Còn viêm xoang thì cũng có những cây khác điều trị, đây là cây này mình nói thêm nó có khả năng đấy thôi, còn viêm xoang là nó có những cái cây khác có thể điều trị được cái bệnh viêm xoang, và tôi sẽ nói ở các cái video khác. Trước đây đã quay YouTube rồi nhưng mà cần thiết thì tôi sẽ nói thêm ở các cái video khác. Ngoài ra thì nó cũng chữa được các cái bệnh liên quan đến mẩn ngứa này, côn trùng, rồi rết cắn. Người ta cũng nói là chữa rắn cắn nhưng mà thực ra rắn là rất là khó, vì có những cái loại rắn mà phải dùng đến các cái thuốc đặc biệt, chứ không thể dùng mấy cây này mà chữa được đâu. Thậm chí là phải vào bệnh viện, người ta phải dùng đến các cái huyết thanh, các cái kháng thể đặc biệt thì mới chữa được. Cũng, tất nhiên là cũng có những thầy lang tôi được biết là họ rất giỏi, họ cũng chữa được hầu hết các loại rắn cắn. Nhưng mà cây này thì nói thêm vậy thôi, chứ không phải mỗi cây này mà chữa được đâu. Thật ra thì cái cây này nó có một cái hàm lượng canxi khá là lớn, cho nên là người ta có thể dùng cái cây này để người ta băng bó các cái vết, các cái gãy xương, đấy, xương tay, xương chân thì người ta có thể sử dụng cái cây này. Hồi các cái tổn thương rất là tốt, và nó giúp cho nhanh liền xương. Còn nói về chữa ung thư á, thì thường thường là người ta sẽ dùng cái cây này, lá tươi này. Chúng ta dùng khoảng 100g lá tươi và 300ml nước. Đó, xong đó dùng máy sinh tố chúng ta xay lên. Chúng ta cứ một cốc nước thì chúng ta cho một thìa mật ong. Mật ong thì rất là tốt, nhưng mà cũng không phải là lạm dụng quá đâu quý vị. Chúng ta chỉ nên dùng một thìa mật ong thôi. Thậm chí nếu mà dùng thấy tốt thì chúng ta tiếp tục dùng, mà nếu mà chúng ta thấy cơ thể có những cái phản ứng thì nên giảm cái lượng mật ong xuống. Bởi vì mỗi cốc nước mà một thìa mật ong, mà nếu mà chúng ta uống hai cốc nước chẳng hạn là hai thìa đấy, thì mỗi ngày chúng ta uống như vậy. Còn trong trường hợp mà chúng ta thấy người nó có những cái hiện tượng ví dụ như là nổi mề đay hay ngứa chẳng hạn, thì chúng ta phải giảm cái lượng mật ong xuống. Mật ong nhiều, mật ong rất tốt, nhưng mà cái gì mà uống nhiều quá thì nó cũng sẽ là không tốt đâu quý vị các bạn nhé. Bã, cái bã của nó thì chúng ta có thể bỏ, chúng ta cũng có thể ăn luôn cũng được, giống như kiểu mà chúng ta uống nước rau má, chúng ta xay chúng ta uống luôn cả cái lá này cũng tốt, cũng không vấn đề gì cả. Còn nếu dùng lá khô thì chúng ta dùng một nắm là ngọn và lá nó này phơi khô, trong đó 1,5 lít nước, đun còn 1 lít thì chúng ta uống trong ngày, thay như kiểu uống nước, uống trà vậy đó. Nó rất là tốt quý vị các bạn nhé. Còn có một cách dùng nữa là người ta có thể dùng 50g cái lá đường điệp này phơi khô và 50g hoa đu đủ đực phơi khô. Cái này cũng là cái cách để chữa ung thư. Đun lên 1,5 lít nước, đun lên còn 1 lít thì chúng ta uống trong ngày. Đấy cũng là cách mà những người bị ung thư người ta đã dùng, và cũng có những người khỏi. Tôi không dám chắc là ai cũng khỏi, chính vì thế cho nên là chúng ta nên cân nhắc trước khi mà chúng ta quyết định dùng theo cái phương thức nào. Mật ong thì thường người ta sẽ dùng mật ong ruồi hoặc là các mật ong rừng, nói chung mật ong tự nhiên thì nó tốt. Còn nếu mà chúng ta mua mật ong nuôi, sợ người ta dùng các loại kháng sinh để mà phòng bệnh cho ong ấy, thì chúng ta dùng cái mật ong nuôi nhiều lúc có lợi bất cập hại. Đấy, vì những người đã bị ung thư là người ta phải ăn kiêng. Tôi có người quen mà bị ung thư là người ta kiêng cữ ghê lắm, nói chung là ăn uống rất là cẩn thận và sạch sẽ. Còn tôi có một người mẹ của một cậu học trò bị ung thư, bệnh viện nói là phải mổ, nhưng mà cô đấy đã không mổ mà ăn chay. Đến bây giờ chắc cũng phải trên dưới 10 năm rồi, tôi biết khá lâu rồi, tôi không nhớ rõ là từ năm nào, nhưng mà sức khỏe của cô ấy vẫn rất là tốt. Bây giờ thì ăn chay hoàn toàn, gọi là chay trường rồi đó, không có ăn cá, ăn thịt gì nữa cả.
sức khỏe rất tốt và cái khối u thì nó nhỏ tí lại. Nó chưa biến mất hoàn toàn nhưng mà nó nhỏ tí lại, cho nên là cũng không phải lo lắng về nó nữa, coi như là mặc kệ nó thế thôi, sống hòa bình với nó. Thì cái ung thư như tôi đã nói là nó hợp mỗi với từng người, có người thì có thể hợp cái này, có người lại hợp với hoa đu đủ đực, có người lại hợp với lá đu đủ vừa mới vàng tới, có người lại hợp với cây trùng ngay. Nói chung là nó hợp với từng người chứ không phải là ai cũng dùng cái này mà khỏi được. Chúng ta nên thận trọng khi mà quyết định dùng cái này, nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định. Chứ còn khi mà chúng ta cứ lạm dụng mấy cái cây cỏ mà nó không có hợp mình, nhiều khi nó mất cái cơ hội ban đầu đi, cho nên là chúng ta phải cân nhắc. Còn tất nhiên là cái cây thuốc Việt Nam thì có nhiều cây hiệu quả, nó cũng hay lắm, nó cũng chữa được nhiều cái bệnh mà có thể thuốc Tây mà không chữa được, nhưng mà nó cũng hợp với từng người. Các nhân viên tôi có cắt để đưa lên trên trang trại để trồng với quý vị các bạn này. Cắt như này là chúng ta trồng nó sẽ sống thôi. Đó. Chúng ta nhìn lại một lần cái cây này để chúng ta, nhiều người mà không biết là cứ hỏi, nên nó có từng đoạn một lên như thế này. Đó. Nếu ai ở Nha Trang có thể qua nhà tôi lấy về trồng, không có bán đâu, tặng luôn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nếu cần hỏi bất kỳ vấn đề gì, quý vị và các bạn cứ để lại comment bình luận. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Quý vị nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận quý vị và các bạn nhé. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.